Rồi. Chậu có chữ lộc. Chữ lộc. Tài lộc. Tài lộc. Cái chậu đó là nhiêu tiền thưa cô? Cái này 650. Hình như trong người Hoa ấy, quả lựu ấy là lộc. Là lựu độc là hình lộc ạ. Lộc, lộc. Dạ. Ừ. Đây này là chậu này nó nở tài lộc nhiều quá, dạ. Nó đặc biệt hết. Đây mình thấy có những cái mẫu này là mẫu lan hồ điệp này. Hồ điệp này là màu tím này, màu trắng này, màu vàng này. Đúng màu. Đây, rồi. Này, mấy cái mẫu này là trưng Tết đây. À, mẫu trưng Tết này. Mấy mẫu này trưng Tết, tài lộc là may mắn này. Dạ. Công này là may mắn, thành công. Còn công là cái lông công là thành công. Mà lông thật đấy đúng không cô? Lông thật. Lông thật. À, công lông công là thành công này. Còn bông lúa là tượng trưng cho cái sự no ấm đầy đủ. À. Còn cái bình ở dưới là túi tiền. Bình ở chữa là cái túi tiền. Lộc tới đầy nhà. À, 650.000. Rau câu nữa này. Xếp. À, đây cái khuôn bánh xếp này. Ai có số quần áo thì có móc áo các loại luôn. Ở đây cái số điện thoại của chị là số nhiêu chị? Đây mình sẽ đọc cái số điện thoại để cô bác anh chị trước khi tới thì nên liên lạc với sạp. Số điện thoại có hai số. Số đầu tiên là 0937 483746. Số thứ hai là 0909 151 991. Sạp của chị Phương Hường ở chợ An Đông nhé. Số này có Zalo. À, số đầu tiên có Zalo đúng không? Và cái số mà đuôi 46 đó các bạn là có thể kết bạn Zalo thì có đủ mặt hàng. Và cô bác anh chị mua thì có thể kết bạn Zalo với chị Hường. Sau đó rồi nếu mà ở gần ví dụ như chuyển cô bác mà chuyển hàng luôn các tỉnh. À, chuyển các tỉnh luôn. Dạ, chuyển hàng. Và còn nếu mà ví dụ như về đây mà thông thường ấy chị là các cô chú đi mua nhiều đồ á, ví dụ như mua xong rồi muốn mà chị giao tới khách sạn chị giao không? Khách sạn luôn. Dạ. Chuyển tận nơi, tỉnh ở đây cũng có khách sạn tới nơi hết. Flan đúng vậy nhỉ? Đó, bánh bông lan. Bánh bông lan. Như một cái mẫu này là nhiêu tiền chị? Cái mẫu này là có 40 ngàn thôi. 40 ngàn là khoảng chưa đến 2 đô la nhé các bạn, mà có được 1, 2, 3 cái khuôn. Với 4 cái loại bánh khác nhau. Với 4 cái mẫu hình khác nhau nhé. Ai muốn làm thạch rau câu đó, hoặc là khuôn xôi này. Xôi thì... xôi là khuôn này đúng không chị? Đó. Nấu xôi xong ví dụ như chúng ta xôi gấc, xôi vò ép vào cái khuôn này. Một khuôn này là nhiêu tiền thế chị? Khuôn đó là 40 ngàn. 40 ngàn. Cỡ chưa tới 2 đô la là chúng ta có một cái khuôn rồi. Rồi. Qua bên đây sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn những cái chén và muỗng, bình hoa, đũa. Dạ. Cái khay này nè. Ồ, cái khay này nhìn tưởng là khay bằng tre mà không phải chị nhờ. Bằng nhựa nha các bạn. Có số quần áo thì móc áo luôn. À, khô, rồi móc áo. Số quần áo. Dạ. Những cái khuôn lớn hình như... Cái đây là khuôn bánh hả chị? Dạ, đúng rồi. Bánh flan hay là bánh bông mai á? À, bánh bông lan á. Bông lan. Bánh bông lan. Ở có những cái khuôn hình con cá này các bạn là người Hoa hay làm bánh anh quay mấy khuôn bánh kẹp này. Vâng. Bánh kẹp với lại bánh khọt nè. À, cái này để đổ bánh khọt. Bánh khọt, bánh xèo, bánh với lại bánh nhúng. Bánh nhúng. Rồi bánh phần mì nè. Như cái khuôn bánh nhúng này là nhiêu tiền một bộ này thưa chị? Một cái thì là 25 ngàn. 25 ngàn, ở đây là mấy cái ta? Một cái thôi. Này nhiều lắm, nhiều mẫu. Nhiều mẫu. Có tim, sao, mai, rồi tùm lum hết. Về. Nhiều mẫu lắm. Này khuôn đổ bánh bông lan. Khuôn đổ bánh bông lan. Rồi còn ví dụ người ta muốn đổ trứng là cái nào chị? Đây. À, đây các bạn này. Cái này như mình thấy bên bếp cô Cường cũng làm nấu cơm từ thiện nên các cô cũng hay cho vào cái khuôn này làm. Một cái này là nhiêu tiền chị? Cái đó có 120. 100 ngàn. 120. Giờ thủ là giờ rồi gần Tết còn có các cái mẫu khuôn giò.
Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở trung tâm thương mại dịch vụ An Đông. Và mọi người thì thường gọi với một cái tên rất là quen thuộc, đó là chợ An Đông. Đây là một ngôi chợ rất lớn và đẹp ở khu vực trung tâm quận 5. Thưa cô bác anh chị, bây giờ Tuấn Dương sẽ mời quý cô bác anh chị cùng đi chợ An Đông. Đây đang là tầng trệt nhé. Thì phía trước mặt mình đó là cái khu ăn uống. Đây, trước mặt chúng ta đang là khu ăn uống với rất nhiều những các cái cửa hàng bán bún bò Huế, cơm tấm, bún thịt nướng, phở, bún, thịt nướng, bún mắm. Đó, cô bác sẽ có rất nhiều những cái sự lựa chọn. Xương sa, hạt lựu, ốc hương, ốc len xào dừa, canh chua, cơm tấm, bún, phở, miến, bánh mì. Đó, giữa một rừng coi như là các cái món ăn thì du khách cũng rất khó lựa chọn, không biết là lựa cái món nào bây giờ. Đó, bún mắm, cơm tấm, phở, bún thịt nướng, bún mắm, bánh canh cua. Thì cô bác có thể tham khảo bằng cách là chúng ta đi một vòng, chúng ta coi quán nào trình bày đẹp, trình bày đẹp là chúng ta ăn. Đó, đó, tôm càng. Đó, đây giống như tiệm này này các bạn này, mình thấy trình bày rất là đẹp mà đồ ăn ngon. Đó, bún mắm, bún riêu, bún ốc, bún bò Huế, bún mộc. Rồi, bún thịt nướng. Đây, phía bên này thì bán ngoài bán đồ ăn, dãy này là bán đồ khô, các loại cà phê, rồi hạt, các loại hạt. Dạ. các loại hạt, rồi các loại mứt, các loại kẹo, trà. Dạ. Rất đẹp nha các bạn, sạp Phụng Thành. Dạ. Dạ đúng rồi chị, chào cô. Cơm chưa cô? Dạ. Rồi, các loại mắm. Mắm bà ba cam. Lúc này buôn bán được không cô? Con tưởng gần Tết rồi thì đỡ đỡ chứ. Dạ, chưa thấy mùa xuân về à? Dạ. Rồi, ta đi tiếp nha. Chợ An Đông. Các loại cá phồng, tôm khô, yến. Cà phê. Dạ, em đi quay chợ, chào chú ạ. Dạ. À, mấy cô bán chào cô. Cô khỏe không? Dạ. Vâng. Sức khỏe là mình. À. Rồi. Đây đi vòng vòng coi lại chợ. Dạ dạ. Hôm trước quay tiệm chị mà máy hết pin, hôm nay phải giới thiệu lại. Dạ, đúng rồi. Và hôm nay gần Tết thì có mặt hàng nào mới không thưa chị? Dạ có nè. Là sạp Thu Hường. Phương Hường. Đây này. Đây các bạn, dạ. Sạp Phương Hường. Hôm trước thì mình cũng có ghé qua tiệm của chị. Dạ. Cũng rất nhiệt tình, nhưng mà hôm đấy thì cái GoPro nó hơi bị lỗi. Nhà hôm nay chắc chắn là sẽ không có bị lỗi nữa rồi. Gần Tết đó các bạn thì nhiều các cái loại khuôn bánh. Đây chị có bán rất nhiều các loại khuôn bánh này. Hình trái tim,
rồi khuôn xôi. Cái này là khuôn bánh flan đúng không chị nhỉ? Dạ, đó, bánh bông lan. Bánh bông lan. Như một cái mẫu này là nhiêu tiền chị? Cái mẫu này là có 40 ngàn thôi. 40 ngàn là khoảng chưa đến 2 đô la nhé các bạn, mà có được 1, 2, 3 cái khuôn. Với 4 cái loại bánh khác nhau. Với 4 cái mẫu hình khác nhau nhé. Ai muốn làm thạch rau câu đó, hoặc là khuôn xôi này. Xôi thì... xôi là khuôn này đúng không chị? Đó. Nấu xôi xong, ví dụ như chúng ta xôi gấc, xôi vò, ép vào cái khuôn này. Một khuôn này là nhiêu tiền thế chị? Khuôn đó là 40 ngàn. 40 ngàn, cỡ chưa tới 2 đô la là chúng ta có một cái khuôn rồi. Rồi. Qua bên đây sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn những cái chén và muỗng, bình hoa, đũa. Dạ. Cái khay này nè. Ồ, cái khay này nhìn tưởng là khay bằng tre mà không phải chị nhỉ? Bằng nhựa nha các bạn. Đó. Gần Tết cô bác có muốn mua đồ sứ hoặc là những cái dĩa, muỗng, đồ trang trí đều có cả. Sạp Phương Hường từ D101 đến D119 phải không chị? Đây đúng rồi, bên đây đó là dạ. Tầng hầm số cái gì nè. Phương Hường chuyên ngành sành sứ đồ dùng thủy tinh. Đây là của chị, là cái cổng này là cổng Hùng Vương đúng không? Đây từ lối xuống cầu thang cái là chúng ta gặp sạp của chị luôn. Và thì dạ đây vậy là của chị là mấy sạp? Em ở đây là D9798. Dạ. Ở ngoài kia có mấy cái ngoài kia nữa nhưng mà đóng rồi đừng nói ta. Ở ngoài kia cũng có nè. Thôi coi là mình cứ đi từ D101 nè. D101 nè. Coi là mình cứ đi từ cổng chợ An Đông lại đó, cổng Hùng Vương lại. Đây các bạn này, cái lối này nếu mà đi ngoài kia là đường Hùng Vương này. Chúng ta đi thì cái lối cầu thang vô thì sẽ gặp sạp Phương Hường của chị. Ở đây thì mình thấy là cái này là mình mới sang lại của người ta. À, coi là sạp Thu Hường cũng là chị sang lại của người ta. Vâng. Vâng vâng. Thì mình thấy một cái điều đặc biệt ở chợ An Đông đó là các tiểu thương rất là dễ thương, ai cũng tận tình giới thiệu. Chứ đi một số chợ khác ấy chị ấy là tiểu thương coi như là thấy mình đi là không giống như là không thèm nói chuyện luôn ấy. Ý là nghĩ là chắc là không có mua nên là không có. Dạ, của đây cũng của chị luôn. Dạ, đây các bạn cũng có những cái khuôn nữa bằng nhôm này. Em có sớ quần áo thì móc áo luôn. À, khô rồi móc áo. Sớ quần áo. Dạ. Những cái khuôn lớn hình như cái đây là khuôn bánh hả chị? Dạ, đúng rồi. Bánh flan hay là bánh bông mai á? À bánh bông lan á. Bánh bông lan. Rồi có những cái khuôn hình con cá này các bạn, là người Hoa hay làm bánh anh quay mấy khuôn bánh kẹp này. Vâng. Bánh kẹp với lại bánh khọt nè. À cái này để đổ bánh khọt. Bánh khọt, bánh xèo, bánh với lại bánh nhúng. Bánh nhúng. Rồi bánh phần mì nè. Như cái thuộc bánh nhúng này là nhiêu tiền một bộ này thế chị? Một cái gì là 25 ngàn. 25 ngàn. Ở đây là mấy cái ta? Một cái thôi. Này nhiều lắm, nhiều mẫu. Nhiều mẫu. Có tim, sao, mai rồi tùm lum hết. Nhiều mẫu lắm. Này là khuôn đổ bánh bông lan. Khuôn đổ bánh bông lan. Rồi còn ví dụ người ta muốn đổ trứng là cái nào chị? Đây. À, đây các bạn này. Cái này mình thấy bên bếp cô Cường cũng làm nấu cơm từ thiện nên các cô cũng hay cho vào cái khuôn này làm. Một cái này là nhiêu tiền chị? Cái đó có 120. 100 ngàn. 120. Giò thủ nè, khuôn giò thủ làm giò lụa nè. Rồi gần Tết còn có các cái mẫu khuôn giò. Các cái đồ gia dụng. À, kéo.
Đó, cô bác có thể về thì mua sắm thêm những các cái dụng cụ nhà bếp, những các cái loại khuôn, đổ bánh cống, bánh tôm. Trung thu các loại. À, đây là khuôn bánh trung thu, bánh nướng, bánh dẻo. Cái đó gọi là cái gì ta chị? À, khuôn bánh bao luôn. À, cái này chắc người Hoa hay mua này. Việt Kiều hay mua. À, Việt Kiều hay mua cái này làm khuôn bánh, bánh bao. Khuôn này bao tiền một chiếc này đấy chị? 55 ngàn, cỡ khoảng 2 đô la, hơn 2 đô la một chút nha các bạn. Vậy nếu mà tới đây 100 đô chắc mua được nhiều thứ lắm đây nhỉ? Khuôn bánh này này, quay cái này cho sát. Cái này người ta hay mua lắm mà. Bánh cái kẹp. Nào chị? Bánh kẹp á? Kẹp cuốn, đàn ông à. À. Kẹp cuốn ha. Và vậy cái này là mình tráng cái bột, đổ bột vô đây đúng hả chị? Đúng rồi, nhưng mà anh có cái cán nữa nha. Vâng. Có cái cán nữa. Nó có cái cán cầm mà bằng gỗ nữa nha. Vâng. Để mình cho sếp những mấy người ta mang đi á. Vâng. Cái này là kẹp giòn. Còn vâng. Cái này là kẹp kẹp tàng ong. À, đó. Kẹp tàng ong đây. Cái này là làm xong mình ấy trên bếp ga hoặc bếp than đều được đúng không chị? Vâng. Bếp ga, bếp than hoặc là cái bếp bếp hồng ngoại, bếp từ đấy. Bếp hồng ngoại. Bếp hồng ngoại thôi chứ bếp từ. Hồng ngoại chứ từ là phải bằng inox mới được. Bánh bèo, bánh bèo. À, khuôn bánh bèo này. Bèo nè, bánh này. Và này là rau câu 3D. Quá trời khuôn mẫu này. Rồi khuôn rau câu nữa này. Xếp nè. Xếp. À, đây cái khuôn bánh xếp này. Ở đây cái số điện thoại của chị là số nhiêu chị? Hai số luôn. Đây mình sẽ đọc cái số điện thoại để cô bác anh chị trước khi tới thì nên liên lạc với sạp. Số điện thoại có hai số. Số đầu tiên là 0937 483746. Số thứ hai là 0909 151 991. Sạp của chị Phương Hường ở chợ An Đông nhé. Số này có Zalo. À, số đầu tiên có Zalo đúng không? Vâng. Cái số mà đuôi 46 đó các bạn là có thể kết bạn Zalo thì có đủ mặt hàng. Và cô bác anh chị mua thì có thể kết bạn Zalo với chị Hường. Sau đó rồi nếu mà ở gần ví dụ như chuyển cô bác luôn, mà chuyển hàng luôn các tỉnh. À, chuyển các tỉnh luôn. Dạ, và còn nếu mà ví dụ như về đây mà thông thường ấy chị là các cô chú đi mua nhiều đồ á. Ví dụ như mua xong rồi muốn mà chị giao tới khách sạn, chị giao không? Khách sạn luôn. Dạ. Chuyển tận nơi, tỉnh ở đây cũng có khách sạn tới nơi hết. Dạ. Không cần, không có lấy tiền ship. À, không lấy tiền ship luôn. Rồi, em cảm ơn chị nha. Dạ, dạ vâng, em đi ạ. Dạ, dạ. Rồi, mình đi tiếp nha. Rồi, sạp cô Phương Minh. Nay chắc con chỉ coi bông đi. Coi bông đi. Hàng bông gần đến Tết rồi. Dạ. Và khách hàng của em đến mua của cô nhiều mà cô kêu phải bấm like lên. À thế à, ôi trời ơi. Dạ. À thế ạ, dạ vâng. Cái bữa hổm mà đến mua Sài Gòn ngày nay mười mấy triệu. Wow. Trả dư mấy triệu, cô trả lại tiền. Vâng. Em về qua bển nhớ bấm like nha, nói cho em nghe là em với lên mạng gì đó. Vâng. Đến mua mà cái cô này cổ cho trả dư mấy triệu, cổ trả lại mà chắc biết về Mỹ chưa. À đấy ạ. À, em báo cho em biết. Đây thưa các bạn thì cũng gần tới ngày Tết rồi. À, thôi cô bây giờ cô giới thiệu giúp con mấy cái loại hoa trước đi. Giới thiệu đây. Vâng. Đây có nhiều cái loại hoa thì con cũng không biết tên nữa nên là cô giới thiệu ví dụ như là tên loại hoa này rồi giá bán nữa để các cô chú chuẩn bị không chỉ ở nước ngoài mà khi ở trong nước mua để trang trí Tết này hoặc là ví dụ như về đây gặp bà con trong nước mình á. À, bông lúa và tài lộc. Vì cô biết không, nhiều người về đây ví dụ mừng tân gia đó thì muốn mua bông, ngoài việc ví dụ như là mua cái món quà gì đó thì tặng hoa này đó, cái chậu này không có vỡ nè. Wow. Lấy luôn cái bọc lông da rất là đẹp lắm, nó có hai màu. Vâng. Màu vàng này với màu trắng đỏ này. Cô vậy là một chậu đó là nhiêu tiền thưa cô? 550. 550. À, cái này xài hoài không có vỡ. Nè.
Cô để lên trên cái ghế màu xanh giúp con cho nó đẹp. Bỏ lên ghế cao á. Đây chúng ta đang có mặt ở sạp hoa của cô Phương Minh. Đây có hai màu là màu vàng và màu trắng. Đó, rồi cái màu kế tiếp đó là màu trắng với màu bọc đô. Đó, 550 một chậu. Cái này là bằng nhựa hay bằng vải đó cô? Cái này thì hoa vải. Bông là bằng nhựa. Nhưng mà nhìn nhựa xốp nhìn như là thiệt nhá. Rồi. Chậu có chữ lộc. Tài lộc. Cái chậu đó là nhiêu tiền thưa cô? Cái này 650. Thì như trong người Hoa ấy, quả lựu ấy là lộc. Là lựu độc là thành lộc ạ. Lộc. Dạ. Đây này là trọng này nó nở ra tài lộc nhiều quá, yeah. Nó đặc biệt hết. Đây mình thấy có những cái mẫu này là mẫu lan hồ điệp này. Hồ điệp này là màu tím này, màu trắng này, màu vàng này. Đúng màu. Đây rồi. Này mấy cái mẫu này là trưng Tết đây. À mẫu trưng Tết này. Mấy mẫu này trưng Tết tài lộc là may mắn này. Dạ. Công này là may mắn thành công. Còn công là cái lông công là thành công. Mà lông thật đấy đúng không cô? Lông thật à, công lông công là thành công này. Còn bông lúa là tượng trưng cho cái sự no ấm đầy đủ à. Còn cái bình ở dưới là túi tiền. Bình ở chữa là cái túi tiền. Lộc tới đầy nhà. 650 ngàn. Cỡ vào khoảng hơn 20 đô. Hơn 20 đô à. Hơn 20 đô nha các bạn. 25 đô. 25 đô là có một cái chậu bông đẹp. Có qua xem nữa này, cô lấy xem. Rồi gần Tết cô có về thêm những mẫu nào nữa không cô? Có nữa. Để cho gần Tết con tới con xin giới thiệu để cô bác anh chị chúng ta đi sắm Tết. Cái này như người ta để trên trưng bàn thờ đúng không cô nhỉ? Đây một cái bình đó là nhiêu tiền chưa cô? 650. Ồ, 650 mà có rất nhiều sự lựa chọn nha các bạn. Cái bông đây là hoa sen cô nhỉ? Hoa sen vàng. Thường là hay trưng ở trên bàn thờ tổ gia tiên nha các bạn. Đó. 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 Cái này cầm bên hông này có rớt không? À, 800 ngàn chậu này. Nhìn cũng đẹp quá. Bông đến bình luôn. Về. Rồi, chậu đó là nhiêu thưa cô? 1,5 triệu. To lắm. Wow, cái này là chơi được mấy năm luôn này các bạn này. Cái này thì mình chỉ sợ nó bụi thôi chứ còn đâu có gì đâu cô. Rửa được á cô? Rửa được không sao. Dạ. Đây các cô nói giá luôn để cho các bạn đỡ phải trả giá. Đây, chậu này 1 triệu. Chậu đó là 1 triệu này các bạn này. Quay được mày. Dạ được, con thấy rồi cô. Dạ, đẹp quá. Màu tím và màu kem. Cái bình bông ở dưới cũng giá trị luôn á. Vậy đây cái nào của cô là mắc tiền nhất? Ý là về mấy, bông này này cô. Chậu to nhất là 2,8 triệu này các bạn này. Cao 1,6 m luôn. Vậy là trưng phòng khách nha. Cái đó là bán lẻ là 3 triệu mấy. À, cái này gọi là bông gì đấy cô? Hoa mộc lan. Đây một chậu nữa 1,2 triệu này. 1,2 triệu có rất là nhiều mẫu. 1,2 triệu thì cỡ vào khoảng 50 đô. Dạ. Chậu cũng đẹp. Về. Cái này cô bác có về Việt Nam mà đi chơi mừng tân gia hoặc là mua để trang trí nhà cửa trong dịp Tết cũng được các bạn ạ. Dạ. Rồi, lớn quá. Dạ. Rồi giống như mấy chậu lan gì nè thì khoảng cũng 900 triệu thôi. Về. Con có đắt. Dạ. 800 cũng có 900 tùy theo. Từ 800, 900. Triệu. Hơn 1 triệu. Có cái chậu bự này là 2
Vâng, triệu bự này 2 triệu 8 thôi. Dạ. Chậu này chậu mấy cô? Chậu 7. Cái này là cũng là mộc lan hả cô? Cái đó là ngọc. Ngọc lan. Cái hoa to đó là ngọc lan. Hoa to là mộc lan. Này là mộc lan này. Mà nhìn bây giờ đúng là công nghệ làm hoa như thiệt nha các bạn. Và chậu này cũng đẹp. Chậu đó là nhiêu tiền cô? 2 triệu 2 này các bạn này. Vâng vâng. À, chưa tới 100 đô cho một cái chậu bông này. Đây là bà chủ nhé. Đây mình sẽ quay cái địa chỉ để cô bác anh chị lúc mua thì ghé ủng hộ mấy cô. Cô Phương Minh, sạp D90, D91 tầng hầm. Số điện thoại của cô là 0937 296 985. Rồi có những cái như là con mèo ngoắc tài ngoắc tiền này. Rồi hình 150 ngàn. Những ông thần tài, các cái cây lá ngọc cành vàng này. Vâng, để cho cô chú anh chị chúng ta chơi Tết. Rồi. Để lấy cho mấy cái chậu. Đây mấy cái này gọi là mèo mèo thần tài này các bạn này, ngoắc tài ngoắc tiền. Đây này các bạn này. Là mèo ngoắc tài ngoắc tiền đây này. Đó. Cá pha lê này. Rồi. Cá kiểng này. Cá kiểng pha lê này. Ừ. Rồi ông Địa, ông Di Lặc. Và ông Di Lặc. Rồi. Cây mai kiểng. Cây mai kiểng. Rồi cô bác cần mua những cái đồ chơi Tết đó, trưng Tết thì có thể ghé sạp cô Phương Minh nhá để ủng hộ. Rồi gần Tết thì có thể mình sẽ quay lại đây để mình xem cập nhật các cô có những cái mẫu mới gì. Cây đào nè. Dạ. Nó để cái bình lúa này lên trên muốn rớt xuống bể trời. Mày gắn dây điện vô mà. Em bỏ. Thật cái đó có. Vâng, nó chớp chớp đèn. Dạ. Cây đào để đó đi. Không để đây nó mới sáng. Rồi. Vậy là mai cũng có mà đào cũng có luôn. Vâng. Dạ. Làm mấy bộ tam không chú tiểu luôn á. Bán dao kéo cá. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra khu bán đồ ăn. Đồ ăn là dưới tầng trệt các bạn ạ. Rồi ngoài ra thì cũng có nhiều những cái sạp khác các cô chú bán các cái đồ gia dụng. Rồi các sạp bán đồ khô. Dạ không, em đi chợ thôi. Để anh đi vô phơi đi. Đây một số tiệm thì vắng nhưng mà tiệm của bà Trương Muội đó thì lúc nào cũng đông. Tiệm của bà thì bán lâu năm rồi nên là lúc nào cũng rất là đông khách. À, các bạn thấy đi lúc này mọi người đang xếp hàng đợi để mua tiệm của bà Trương Muội. Đó. Đó. Ở đây nhiều tiệm vắng mà tiệm bà lúc nào cũng đông khách ấy. Dạ. Bà bán là bánh phồng, tôm, khô bò, mực sấy. Dạ. Rồi thôi giờ mình sẽ đi tiếp nhé, đi ra ngoài.
một vài những cái hình ảnh về chợ An Đông để gửi tới quý cô bác anh chị. Bây giờ mình xin dừng video clip này tại đây và hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để đồng hành cùng với Tuấn Dương trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.